Xin chào tất cả các anh chị đã quay trở lại kênh Tượng Gỗ Đặt Phúc Tấn của bên em ạ. Hôm nay em sẽ giới thiệu vừa đến với anh chị một tác phẩm siêu phẩm luôn em. Một tác phẩm đĩa tứ linh được chế tác từ chất liệu gỗ muôn hoa anh chị nhé. Trước mắt anh chị đây là một tác phẩm siêu to, siêu đẹp, rất có ý nghĩa luôn em. Và một tác phẩm rất là có tác dụng phong thủy rất là tốt đấy ạ. Mang lại những cái niềm tin, hy vọng bình an cho gia đình. Và đặc biệt là chế tạo trên bằng cái chất liệu gỗ muôn hoa. Đã là gỗ muôn thì là dòng gỗ quý nhất rồi ạ. Thuộc dạng cái dòng gỗ mà top 1 của Việt Nam đấy ạ. Đang liệt vào những cái danh sách mà những cái loài gỗ giá trị quý hiếm và cần được bảo tồn đấy. Nên là những cái loài gỗ muôn này rất là có giá trị trên thị trường đấy chị nhé. Và giá trị rất là cao. Và để chế tác nên một tác phẩm đĩa tứ linh như này thì bên em cũng mất rất là nhiều công, bởi vì đây là một tác phẩm hoàn kỹ, kênh bông và sắc nét luôn á. Đây, em sẽ quay mặt trước mặt sau cho anh chị ngắm á. Đây là một tác phẩm bên em chế tác bốn tứ linh ạ. Bốn tứ linh Long Lân Quy Phượng, đây là bốn linh vật rất là may mắn, đem lại rất là nhiều may mắn tiền tài về cho gia chủ đấy ạ. Long Lân Quy Phượng thì là thể hiện được sự sức mạnh uy quyền và một tứ trụ cho gia chủ đấy, mang đến rất là nhiều công danh tăng tài lộc các bác nhé. Đây em sẽ quay sát lại gần cho các bác ngắm chi tiết tác phẩm. Đấy. Đây là những cái phần vân hoa của cái chất gỗ muôn đôi cong nó đẹp như thế này đấy các bác. Đấy. Đây là những cái đường nét bên em chặn tỉa chặn các mỏ hết cả lên đó nhé. Đây là một chú rồng này, đây là một chim phượng này các bác này. Đấy, canh bông sắc nét luôn ạ. Đấy, đây là một chú quy này, đây là một chú lân này, cực kỳ đẹp, canh bông sắc nét. Tất cả những cái đường này bên em cũng có tỉa rất là cẩn thận. Đấy, những cái hoa văn họa tiết này, chấm tròn, cái vòng hàng hàng, tất cả những cái đường nét này bên em được tỉa sắc nét và cân bông móc mỏi hết cả lên các bác nhé. Mỏng tanh luôn đấy, rất là sâu. Tất cả những cái chi tiết này bên em được tỉa thủ công hoàn toàn bằng tay của nghệ nhân làng nghề mộc đông dao của bên em nhé. Đấy, một chú long rồng biểu tượng của sức mạnh uy quyền này các bác này. Đấy, của sự cao quý và quyền uy đấy. Đây là một chú phượng là biểu tượng của sự giàu sang phú quý ấy. Đấy, mang lại những cái điều tiền tài sang trọng. Đây ạ, một chú lân này các bạn này. Đấy, một chú lân thì chú lân là một loài canh giữ nhà rất là tốt, nó tả những cái không khí trong nhà. Và một chú quy, một cụ long quy. Cụ long quy là biểu tượng của sự trường thọ và sống lâu, sự vững chắc trong công danh sự nghiệp. Đây là tứ trụ chấn trụ trong phong thủy đấy ạ. Tứ linh đấy ạ, bốn loài vật linh thiêng, tứ linh hội tụ các bác nhé. Một tác phẩm cực kỳ có ý nghĩa luôn. Bên dưới này là bên em gắn hổ phù ở bên dưới này các bác nhé, cái hổ phù đấy. Cái phần này em có thể bỏ ra các bác này. Đấy, em có thể bỏ ra em gắn vào. Đó. Đó. Đằng sau đây các bác này, đằng sau có một cái thanh đỡ như này. Rồi, tác phẩm này là mã số 07 các bác nhé. Đường chiều cao là 50 ạ, chiều cao là 50, đường kính là 40. Chiều ngang đấy ạ, chiều ngang đường kính là 40 và chiều dày là 3,5 phân ạ. Một tác phẩm đĩa tứ linh các bác trưng bày trong nhà rất là sang trọng luôn á. Rất là sang trọng và có ý nghĩa. Trưng bày ở trên những phòng bàn uống nước hoặc là bàn trong quầy thu ngân hoặc là trên bàn làm việc đó, nhìn rất là sang trọng và đẳng cấp các bác nhé. Nên là mong muốn sở hữu tác phẩm thì hãy liên hệ với bên em nhé. Qua số điện thoại 0389889968 của bên em. Đây là số điện thoại của bên em đây. Địa chỉ xưởng của bên em tại làng nghề Mộc Đông Dao, Cẩm Hà Giàng, Hải Dương, nổi tiếng
của cả nước luôn đấy ạ. Đây là cái nôi của nghệ thuật điêu khắc đấy các bác. Thế là những bác nào mà muốn đến tận nơi xem trực tiếp thì hãy liên hệ với bên em nhé. Giá của tác phẩm này rất là rẻ thôi. Bình thường tác phẩm này em bán bình thường là trên 3 triệu. Nhưng hôm nay em làm cái video này để tri ân đến các bác này, xả hàng chân đến các bác. Nên là em chỉ để các bác giá là 2.900.000 đồng bao ship tận nhà toàn quốc cho các bác luôn ạ. Đấy, các bác được kiểm tra hàng, nhận hàng, kiểm tra hàng và trả tiền cho người nhận hàng các bác nhé. Giá chỉ có 2.900.000 đồng bao ship, giá cực kỳ rẻ luôn. Cái tác phẩm này trên thị trường không bao giờ dưới 3 triệu đâu các bác. Rồi, em xin kết thúc livestream tại đây nhé. Những bác nào mà chưa đăng ký kênh của bên em thì hãy nhớ đăng ký kênh của bên em nhé. Và các bác muốn làm những cái video giới thiệu sản phẩm nào thì các bác hãy comment ở dưới nhé, xuống bên dưới cho em để em tham khảo ý kiến của các bác. Và em sẽ làm video để đưa lên những tác phẩm để các bác cùng thưởng lãm nhé. Và các bác thấy hay thì cho em xin một nút like ở video để ủng hộ bên em nhé. Cảm ơn các bác đã đón xem video nhé. Hẹn các bác vào một livestream và video tiếp theo.